Em thấy là có một cái quan điểm thông thường mọi người hay bảo à, câu chuyện là giữa học và làm nó không liên quan gì đến nhau, hay là ví dụ như học giỏi chưa chắc đã làm giỏi. Trong trường hợp của anh đi, cái việc mà học giỏi hay là việc có khả năng học tập ấy, nó có giúp anh trong cái quá trình mà xây dựng và phát triển Lumia? Thực ra đầu tiên là cái việc mà anh thi được 30 điểm ấy, anh nghĩ là một phần là cũng là may mắn. Tức là lối có thể gọi nói vui mình thuộc bài ấy, tức là mình các dạng đề mình đã làm và lúc đó may mắn mình đạt được mục tiêu đấy. Còn cái việc ban đầu của anh mục tiêu đơn giản là đỗ bách khoa là điều may mắn lắm rồi, chứ còn chưa giờ mình nghĩ những cái việc kiểu lớn lao kia. Chỉ để đi thi Robocon đúng không anh? Đúng rồi, chứ là vào được bách khoa và được thi Robocon chứ không phải là mục tiêu kia. Nhưng mà thực ra nói thế mình cũng là người cũng là chăm chỉ, tức là mình cố gắng mình ôn thi rồi có thể may mắn là mình giải được cái câu cuối cùng của môn toán ấy là cái đạt điểm tuyệt đối, thì anh may mắn mình giải được đấy. Nhưng mà thực ra lúc ban đầu anh thấy ngay được vấn đề là cái thời khi anh bắt đầu vào bách khoa thì lúc ấy có thi kỹ sư tài năng. Anh lúc ấy có cảm giác là gọi là lúc ấy mình đang tự tin là mình điểm cao mà, mình tự tin và mình ôn cũng gọi là chỉ ôn cho nó có thôi. Nhưng lúc bắt đầu mình thi mình bắt đầu thấy vấn đề, có nghĩa là mình thực ra là chỉ là anh học là trường thông thường, phải trường chuyên, thế nên các dạng đề anh chưa được biết nó là cái gì luôn. Tức là những thứ mà kiến thức mình chưa giờ biết, mình mới thấy là thực sự là mình cũng chỉ là như thế này thôi và còn rất nhiều điều phải học hỏi. Cũng như là lúc anh bắt đầu học năm thứ nhất của bách khoa, học những cái thứ như kiểu ma trận giải tích là anh bắt đầu thấy đau đầu rồi. Tức là thấy có nghĩa là cái khả năng của mình thực ra cũng không phải là mình là giỏi. Thế nên bắt đầu mình nhìn thấy là thực sự là mình phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng còn cái việc giữa cái việc học giỏi và làm giỏi ấy, thì anh thấy khác rất nhiều chỗ này. Đó là học giỏi ấy, thì thực ra khi em phải giải quyết những vấn đề mà đó anh nghĩ là nó đã có những cái đáp án rồi. Tức là nếu mà mình không giải được thì mình tìm cũng có thể tìm lời giải được. Còn làm giỏi ấy, thì làm giỏi hay làm tốt đi thì có những vấn đề mà có khi xã hội còn chưa ai giải chẳng hạn, hay là có thể lời giải này có thể đúng ở thời điểm này, có thể đúng ở thời điểm kia. Thì cái việc mà làm giỏi thì anh nghĩ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nó không hẳn là học giỏi đâu. Học giỏi một phần để giúp cho mình có thể là tiếp thu kiến thức nó nhanh hơn đấy, hay là tìm hiểu nhanh hơn, nhưng mà để ra quyết định hay là hợp tác hay là work với nhau hay là rất nhiều thứ khác thì anh nghĩ là nó còn nhiều thứ phải bổ sung vào hỏi nữa, chứ không phải chỉ có học giỏi là đủ. Nhưng mà nó có giúp anh không, tức là trong quá trình ít nhất là câu chuyện với anh, với cá nhân Lumi đi, thì để xây dựng phát triển Lumi thì theo anh là việc mình có khả năng học tập nó không thực sự là tốt, bởi vì bản chất vì sao? Vì những cái thứ mình đang làm mình chưa biết mà. Vâng. Thì cái việc học lại giúp cho mình có thể rút ngắn được thời gian. Đấy, anh nghĩ là cũng là rất quan trọng, tức là vâng, là học để có mình khả năng gọi là tiếp thu này, tìm hiểu được đúng bản chất vấn đề và mình có thể đưa ra những quyết định đúng. Thì thực sự là nó vẫn đóng một vai trò. Nó vẫn có ý nghĩa, vẫn có ý nghĩa, nhưng mà mình cũng đừng nghĩ là mình đừng đặt nặng đúng rồi. Vâng. Còn rất nhiều việc khác mình phải giải quyết nữa.